chịu đi. Phải nằm treo chân như này này thì mới dễ đậu thai được. Có nhất thiết phải như thế này không? Chứ em khó chịu lắm. Khó chịu cũng phải chịu. Cô phải sớm có thai, càng sớm càng tốt. Lúc đấy tôi mới có lý do để mà gặp anh Hùng. Anh Hùng sẽ cho tôi nhiều cơ hội hơn, cô hiểu chưa? Nhưng mà em muốn đi vệ sinh lắm. Để em đi rong rồi treo tiếp được không? Buồn thì cũng phải chịu. Khi nào mà tôi cho phép cô ra ngoài thì cô mới được ra. Cao cái chân lên. Anh Hùng, này anh ngồi xuống đi. Lát nữa anh hẹn gặp đối tác ở đây, nên hẹn hai đứa đến đây luôn. Sao, tình hình của mẹ Trang thế nào rồi? Cảm ơn anh ạ, nhờ số tiền của anh mà mẹ em đã... Nhờ số tiền của anh mà lo cho gia đình của mẹ vợ em ấy, thì em cũng cảm ơn anh. Thì em cũng đã tìm cái bác sĩ giỏi nhất để mà đặt lịch phẫu thuật cho mẹ vợ của em rồi. Em cũng để mẹ vợ em mà nằm phòng dịch vụ tốt nhất để cho bà được thoải mái tinh thần trước khi phẫu thuật anh ạ. Nhưng mà làm sao? Cái số tiền mà anh cho em ấy thì nó cạn kiệt rồi anh ạ. Anh cũng biết rồi đấy. Cái chi phí mà trước khi phẫu thuật, chi phí nằm phòng dịch vụ ấy, nó đắt đỏ lắm anh ạ. Anh hiểu rồi. Ý chú là sao đây? Anh có thể cho em thêm một chút nữa không anh? Để em có thể lo cho gia đình mẹ vợ của em ấy. Thì anh cũng bảo với em rồi còn gì nữa. Bố mẹ mất thì anh lo cho em rồi còn gì. Chứ có phải là em ăn chơi gì đâu. Em chỉ cần tiền là lo cho mẹ vợ của em thôi. Cũng gọi là giữ chữ hiếu anh ạ. Anh nghe điện thoại đã. Cô nhớ kín miệng đấy. Cô mà bép xép nửa lời mà tôi không xin được tiền anh trai tôi ấy, mẹ cô không được phẫu thuật đâu. Nhưng mà anh đang nói dối mà. Mẹ em đang phải nằm giường ghép. Đến giường đơn cũng không được nằm. Nói gì là phòng dịch vụ. Ngậm cái mồm lại. Cái giường đơn là may nhá. Giường ghép mà nằm đâu. Xin lỗi, tôi bị mù. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Không biết ở đây có ai là nữ không ạ? Có thể đưa tôi vào nhà vệ sinh được không? Để tôi đưa cô đi. Cảm ơn cô. Giờ cô có thể nói được rồi. Cô có chuyện gì đúng không? Chồng tôi là một kẻ bạo hành. Anh ta thường xuyên đánh đập tôi và ép tôi mang thai, mặc dù tôi không muốn vì lý do sức khỏe. Nhưng mà cô có thai rồi đúng không? Ban nãy tôi thấy cô đánh rơi que thử thai mà. Chỉ có như thế này thì mình mới có thể gọi vốn từ anh Hùng thành công được. Chồng, anh làm cái gì vậy? Sao anh lại... Chẳng phải từ chuyện lần trước anh đã hứa với em là sau một năm chúng ta mới lên kế hoạch có thai hay sao? Nhưng bây giờ mà có thì cuộc sống của tôi không phải lo nghĩ gì đến tiền. Cô sẽ sống sung sướng. Cô không thích à? Chính anh là người bạo hành em, khiến con của chúng ta không giữ được. Bác sĩ bảo là phải hơn một năm sau thì mới có thể có con tiếp tục được. Bây giờ mà cố chấp thì nguy cơ sảy thai rất là cao. Đối với tôi, có tiền mới là hạnh phúc. Con có hay không không quan trọng. Mà tôi đâu cần thiết cô phải đẻ nó ra. Tôi cũng chả quan tâm nó đẻ ra được khỏe mạnh. Với tôi bây giờ chỉ cần có là được. Lúc đấy tôi sẽ có nhiều cơ hội gặp anh. Anh sẽ giúp đỡ tôi rất nhiều. Không, em sẽ không để con mình chịu khổ đâu. Nếu cô vẫn làm trái ý tôi ấy, cô biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Cô sẽ không được ăn, không được uống, cô sẽ bị nhốt phạt. Tôi thà chịu đựng những điều đó còn hơn để con mình phải khổ. Tôi chưa nói xong. Không chỉ cô, còn mẹ cô cũng sẽ phải chịu cái cảnh tương tự đấy. Anh là chồng của tôi, tại sao anh đối xử với tôi như thế? Cô tự đề cao bản thân mình quá rồi đấy. Đối với tôi, cô cũng chỉ là công cụ để kiếm tiền.
Sao? Suy nghĩ kỹ chưa? Gì đấy? Này, sao lại lấy áo của tôi? Không có thời gian để giải thích đâu. Đi đây. Cô đang làm cái quái gì thế à? Đáng nhẽ ra cô phải ở nhà chờ tôi về đón chứ. Tại sao lại đi công ty? Tôi giận đi giận lại bao nhiêu lần rồi, cô bị mất trí nhớ à? Em xin lỗi chồng. Em tưởng là gặp anh Hùng ở trên công ty nên tiện đi dạo, em qua đây luôn. Em quên mất. Được rồi. Ít ra thì cô nhớ được là phải mặc có đồ dài tay khi mà gặp anh Hùng. Nhớ đấy nhá. Đừng để lộ bất cứ một vết bầm nào trên người. Hiểu chưa? Nhìn cái gì mà nhìn? Cụp cái mắt xuống. Cô ta là ai đây? Cô ấy là bạn cũ của em. Tình cờ cô ấy làm việc ở đây. Bạn cũ à? Tôi nói cho cô nghe này. Tôi không muốn thấy cô đi cùng vợ tôi thêm một lần nào nữa. Nhớ chưa? Mẹ tôi đang duy trì sự sống nhờ vào số tiền của chồng tôi mượn từ anh trai chồng. Nên chồng tôi muốn gì tôi đều phải làm cả. Khốn nạn thật đấy. Tôi không được phép từ chối. Tôi cảm thấy mình sống như một người nô lệ của anh ta vậy. Tại sao cô lại có thể chịu đựng được một người đàn ông như thế chứ? Mà anh trai chồng cô chính là người đã chi tiền để giúp cô. Tại sao cô không mách anh ấy? Hôm nay tôi đã giấu chồng tôi mặc đồ ngắn để đến gặp anh trai chồng. Ý là để cho anh trai chồng cô nhìn thấy những vết bầm tím trên người cô. Nhưng mà ai dè bị chồng tôi túm được nên tôi đành phải giật đồ của cô để mặc. Nếu mà anh ta thấy tôi mặc đồ ngắn sẽ lôi tôi về nhà và không cho tôi đi đâu cả. Vậy tôi có giúp được gì cho cô không? Anh uống nước đi anh. Bánh này ăn đi. Ngon lắm đấy anh ạ. Anh Hùng. Em đến rồi à? Anh là anh trai của người kia à? Đúng rồi. Đây là em trai của anh. Mà hai người biết nhau à? Em thật không ngờ anh lại là anh trai của cái loại đàn ông tồi tệ như thế đấy. Cô đang nói gì đấy hả? Mà cô là ai? Tôi không biết cô. Nhưng mà tôi biết loại đàn ông đánh đập, bạo hành vợ, sử dụng vợ con như công cụ kiếm tiền để ăn chơi tiêu xài nhanh. Em nói thế là sao? Có chuyện gì mà anh không biết đúng không? Nói cho anh nghe. Anh ơi, anh đừng nghe cô ta nói linh tinh. Cô ta đang đặt điều cho em đấy. Đây là Linh, người yêu của anh. Sau này cũng sẽ là chị dâu tương lai của chú đấy. Anh không thể nào không tin lời Linh được. Mày nói đi, mày đã làm gì sai đúng không? Không, em yêu thương vợ em còn chưa hết nữa là. Phải không vợ? Vậy đây là gì? Vết thương chồng chéo vết thương. Vết thương cũ còn chưa lành, đã có thêm những vết thương mới. Anh giải thích đi. Anh ơi, bọn họ chỉ là người ngoài thôi. Chúng ta mới là gia đình anh ạ. Anh tin lời chúng nó. Cô ấy cũng là gia đình của anh đấy. Mà anh xem anh đã làm những cái gì trong khi cô ấy còn đang mang thai nữa. Em mặc lại áo cho Trang đi. Trang này, suốt thời gian qua em phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Từ giờ trở đi, anh sẽ đứng lên bảo vệ em và cháu của anh. Còn mày sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đi thôi. Anh Hùng! Anh! Chúng ta mới là gia đình mà! Tại sao anh không tin em? Anh Hùng!